Xin chào tất cả các chị em. Ở trong video này thì Trang xin chia sẻ cho các chị em cái cách làm thế nào để làm nhũ sắc được bền. Thì các chị em sẽ cần chuẩn bị một số dụng cụ, và cái dụng cụ nó quan trọng nhất đó là chúng ta cần có set nhũ sắc và chai tốp giọt sương này nha. Rồi đầu tiên thì các chị em hãy làm sạch bề mặt móng đi, phào nhám, nhặt da chết, tạo phong móng. Rồi sau đó chúng ta sẽ lau sạch bụi ở trên bề mặt móng đi. Và chúng ta sẽ sơn lớp liên kết lên cho móng. Và chúng ta sẽ hơ máy 30 giây. Sau đó thì mình sẽ bỏ nhũ ra. Và chúng ta sẽ sử dụng chai tốp giọt sương này. Chúng ta sơn tốp giọt sương lên trên bề mặt móng. Mọi người nhớ là sơn dày dày một chút, nhưng mà tránh để bị tràn khóe nha. Chúng ta sơn dày dày ở phần trên đỉnh móng, còn hai rìa bên móng ấy chúng ta không lên sơn dày quá, nó sẽ dễ bị tràn xuống móng. Chúng ta chỉ cần dày dày một chút trên đỉnh móng thì một tẹo nữa là cái gel nó sẽ dàn xuống phần hai rìa hai bên móng ấy. Chúng ta sơn xong này thì mình sẽ không hơ máy nha, mà chúng ta để nguyên như này. Chúng ta sẽ rắc nhũ rắc lên này, mình rắc đều hết lên trên móng này. Hoặc là mọi người có thể đưa tay khách nhúng thẳng vào cái nọ nhũ đi nhá. Không thì chúng ta sẽ rắc lên này. Sau khi mà đã rắc kín móng rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cái ngón tay của chúng ta ấy. Chúng ta chấm nhẹ để cho cái nhũ nó được bám thật vào trong cái gel tốp giọt sương này. Và chúng ta ấn thì chúng ta ấn nhẹ nhẹ thôi nha, không được ấn mạnh. Xong rồi chúng ta sẽ cho vào hơ máy. Sau khi đã hơ máy xong rồi ấy, thì mình sẽ bỏ ra và mình sử dụng cái chổi phủi bụi này. Mình phủi sạch những cái hạt nhũ nó còn dính ở trên cái bề mặt da. Vậy là đã hoàn thành xong cái móng nhũ rác này. Mọi người có thấy cách làm rất là đơn giản không ạ? Đầy đủ đúng bước như vậy thôi thì nó sẽ rất là bền nhá. Rồi Trang vừa chia sẻ cho các chị em xong cái cách làm nhũ rác như thế nào cho nó bền. Cảm ơn các chị em đã quan tâm theo dõi video này. Hẹn gặp lại các chị em ở trong những video tiếp theo. Bye bye!